Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa ngày 19 tháng 6 năm 2017 của kênh truyền hình VnTV. Bản tin tối hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau: Việt Trung đánh giá kết quả hợp tác quân đội hai nước; Thành phố Hồ Chí Minh bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng; Vĩnh Long hàng chục học viên cai nghiện trốn trại; nghị định mới bắt buộc người đăng ký thuê bao di động nộp ảnh chân dung; thảm họa cháy rừng ở Bồ Đào Nha khiến 61 người thiệt mạng; Mỹ xác nhận 7 thủy thủ thiệt mạng trong vụ chiến hạm va chạm tàu hàng; Iran lần đầu tiên phóng tên lửa trên đất Syria. Chiều ngày 18 tháng 6, Thượng tướng Phạm Trường Long và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chiều ngày 18 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón Thượng tướng Phạm Trường Long. Tại hội đàm, hai bên trao đổi tình hình quốc tế, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, thống nhất nội dung biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 mà hai bên đã ký kết tháng 1 năm 2017. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có kết luận bỏ điều kiện có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tuyển dụng công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết luận thông qua rồi, thì ngay trong năm 2017 sẽ không còn điều kiện có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh khi tuyển dụng. Ông Trung cho hay, việc bỏ điều kiện có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo tính công bằng cho tất cả các cá nhân dự tuyển. Tuy nhiên, ông Trung lưu ý rằng, việc bỏ điều kiện trên không có nghĩa là ai, trường hợp nào cũng được thi tuyển vào tất cả các đơn vị sở ngành ở thành phố. Tối ngày 18 tháng 6, ông Võ Văn Tám, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình đã vận động truy tìm đưa 12 học viên trốn trại trở lại trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long, tọa lạc huyện Tam Bình và đang truy tìm 4 học viên còn lại. Trước đó, tối ngày 16 tháng 6, có 36 học viên cai nghiện của trung tâm đồng loạt đập cửa, quậy phá, sau đó 17 học viên bỏ trốn. Trong đó có một học viên cai nghiện trốn trại chống trả, khiến một cảnh sát bị thương, sau đó cố thủ trong nhà vệ sinh của người dân rồi tự đâm nhiều nhát vào người. Theo Nghị định số 49 năm 2017, sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011, ngoài thông tin về giấy tờ tùy thân, người đi đăng ký thuê bao phải nộp cả ảnh chân dung của mình và hồ sơ thông tin thuê bao. Nhà mạng sẽ phải thực hiện lấy những thông tin này đối với các thuê bao đăng ký mới sau ngày 24 tháng 4 năm 2017. Với các thuê bao đã kích hoạt trước ngày 24 tháng 4 thì nhà mạng có 12 tháng để bổ sung thông tin gồm cả ảnh người đi đăng ký theo quy định mới. Một vụ cháy rừng bùng phát ở miền Trung Bồ Đào Nha khiến ít nhất 61 người chết và con số tử vong có thể còn tăng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha, Jackie Grom, ngoài 61 người thiệt mạng, vụ cháy rừng còn khiến gần 60 người bị thương. Phần lớn các nạn nhân đều chết trong xe. Khi cố chạy khỏi đám cháy ở khu vực Petrograd, các nhà điều tra cho biết một vụ sét đánh có thể là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát. Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ thương tiếc trước vụ việc. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy viết trên mạng xã hội Twitter khẳng định ông thấy sốc vì thảm kịch ở Petrograd. Ngày 19 tháng 6, Hải quân Mỹ xác nhận đã tìm thấy thi thể 7 thủy thủ mất tích trong vụ khu trục hạm USS Fitzgerald va chạm với tàu chở hàng treo cờ Philippines hồi cuối tuần. Trước đó, Reuters ngày 18 tháng 6 dẫn lời tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ Joseph O'Connor cho biết thi thể các thủy thủ mất tích được phát hiện bên trong một khoang bị ngập nước của tàu USS Fitzgerald. USS Fitzgerald va chạm tàu chở hàng ACX Crystal tại vùng biển cách thành phố Yokosuka của Nhật Bản khoảng 103 km và khoảng 2 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 17 tháng 6. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày 18 tháng 6 đã nã tên lửa đạn đạo tập trung vào các mục tiêu của quân khủng bố ở tỉnh Dezhe-Seri nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố ở Tehran. Theo hãng tin Tasnim của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày 18 tháng 6 phóng tên lửa đất đối đất tầm trung vào khu vực Dezhe-Seri ở miền đông Syria, giết một lượng lớn những kẻ khủng bố và phá hủy thiết bị vũ khí của chúng. Tên lửa được phóng từ các tỉnh miền Tây Iran, Kermanshah và Kurdistan nhằm vào các cơ sở và trụ sở chỉ huy của quân khủng bố mà Iran tin là gây ra vụ tấn công khiến 18 người thiệt mạng cách đây 2 tuần. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 19 tháng 6 năm 2017 của kênh truyền hình VnTV. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.